Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại channel của mình nha. Hôm nay mình lại được bạn Tí Hà Nội ra cho cái trọng trách đấm ngay, xúc miệng ngay và phát hai củ anh em ơi. Chơi tiếp tục cái sự kiện ưu đãi mừng xuân này này, đóng luôn một cái gói 2,2 triệu ở đây, tiếp tục lấy kim cương và mở 5 cái túi nguyên khí này nha. Lần này xem mình mở được cái 5 túi nguyên khí thì nào anh em ơi. Chiến luôn đi. Đấm luôn một gói này. Rồi anh em ơi, sau khi úp xong 2,2 triệu và đến 2,2 củ đấy thì nhận được những cái vật phẩm này này: 12.960 kim cương, 1.300 nhộng đổ, quả 5 túi nguyên khí. Rồi, rất là nhẹ nhàng thôi anh em. Quả tích nạp này anh em này. Người ta thì cầu mong mãi lấy một con bi rớt thôi. Nhưng mà bạn Tí Hà Nội chúng ta vã luôn hẳn hai con bi rớt thôi. Chất thật sự luôn này, dân chơi chất chơi người vui. Ui, ghê thật. Thôi để mình vào mình mở năm túi nguyên khí đã, có cái gì đó để sau tính tiếp. Năm túi nguyên khí này và năm, wow, bây giờ mình thiếu con này thì tính ra là cũng là ngon rồi anh em. Cái này thì bây giờ chỉ cần thay thủ với HP thôi, cái tốc độ này thì xài được. Nếu mà hên ra được phần trăm công nhưng mà không được đâu anh em ơi, tại vì nó là nguyên khí tốc độ thì nó có thêm phần sát thương xuất huyết. Ví dụ bây giờ ra cục nguyên khí xuất huyết thêm phần trăm công thì chắc nó mới khác. Mà cứ mở ra đã, xem lần này có đỏ bằng lần trước không. 5 túi nào, mở đây rồi, có một cục HP đây rồi. Một cục HP này chắc là ngon đây, có hai cục nguyên khí công kích và một cục phá thủ. Cục HP này chắc là đúng cục mình thiếu đây. Vào check luôn nha, check map luôn, chắc chắn cục HP là sẽ là cục ngon. HP cậu được, cứ thấy luôn, quá tuyệt vời anh em ơi. Còn được, cứ thấy luôn, cục HP 50%, thủ 28%, hack map luôn, quá được. Xem mấy cục công kích này là nó có cái sát thương xuất huyết không. Ui, hai cục công kích thuần 70% luôn này, chất nhỏ. Ôi, con này là mắc rồi, con này là được cục HP nguyên khí, cục công thuần kia thì cho con nào ta. Cục công thuần cho con này đi. Đây này, cho cục công thuần cho con này, nó cũng lên chiến lược bị giảm à. Nhưng mà không sao, nó hồi máu nhiều hơn. Bỏ chính xác đi, không dùng cũng được. Né đòn. Né. Ô, có cục tỷ lệ né 10% luôn này. Ừ, có cái cục phá thủ kéo xịn không nhỉ. Ôi, cục phá thủ này thì cùi anh em ạ. Thế tính ra cần 5 cái túi này được, có mỗi cái kia xài được. Cục phá thủ này thì cùi. Phá thủ 26% trên giáp, 9%. Cục này thì cho Vegeta xài thôi. Không hẳn là cùi đâu, nó phù hợp với con tướng khác thôi, chứ với Vegito thì không hợp. 5 túi được cái cục này xài được này, được hai cục nguyên khí công, tính ra bị hai cục nguyên khí công thuần đấy, thì tính ra mở 5 túi thì được 3 cục ngon, 2 cục lở. Nó cục né thuần thì lại không xịn, né phải có HP nó mới xịn, chứ né không nó cũng không ngon. Né phải có HP, thủ thì cũng không cần lắm, thủ cho những con tướng kỹ thôi, mà những con tướng này thì là những con tướng ấy cơ. Đeo một cái cục lại đỡ. Đang còn lại bao nhiêu đây? 718.000. Con này còn đang bao nhiêu? 488.
Ủa, con này 828. Sát thương phá khủng xuyên giáp. Thương công, công kích phá trừ, wow, chỉnh qua chỉnh lại, sát thương phá phủ, bây giờ tích cho nó lên chiến lược thôi, tích lên chiến lược để quét được những cái ải tiếp theo, sát thương và phá thủ như nhau. Thôi, kết thúc. Lên được một ít chiến lực. Quét ải tiếp thôi anh em ơi. Mình còn xem mà mình có đang ghi hình không ta. Ờ, có đang ghi hình. Không ghi hình thì hơi mệt. Cái nào hoàn thiện cho con Vegito rồi. Những con này thì cũng nói chung là cơ bản hoàn thiện rồi, hai con bư. Một con Kumba, một con Whis. Vegito là cứng rồi, vừa có HP vừa có thủ. Đúng cục HP đang thiếu luôn. Hai cục mà công màu tím. Nhưng mà nói về cái độ chất chơi của bạn tí Hà Nội thì anh em khỏi phải bàn luôn. Qua đấy. Xem con Vegito này sắp lên được level. Sắp đột phá được chưa này? 139 mạch. 139 mạch. Hồn đỏ SS. Ô. Cái hồn đỏ SS này lấy đâu ra nhỉ? 50 hồn đỏ SS này lấy đâu ra vậy? À đây anh em ạ. Đây anh em ơi. Tích 6 triệu đồng này này. Tính ra bây giờ con Vegito còn thiếu một tí thôi. Thế thì có một cách dùng kim cương để tẩy nhanh anh em nha. Dùng kim cương để tẩy. Một 189 thiếu 11 hồn nữa. Bây giờ mình vào cái này này. Viễn chi nhị giới tẩy thôi. Hy vọng may mắn thành công. 2 năm này. Hình như đấy là ải 5 năm đúng không anh em? Ải 5 năm thì phải. Đây này, đang có hai cái ải 5 năm này này. Mà nó không ra mạch nha. Đây này, thiên hạ vô địch này, Vegito này. Chắc là để vào đây tẩy, hàng ngày vào đây tẩy. Cái ác mộng này 5 năm mình đi chưa qua được. Đánh mãi không qua được ấy. Chứ cái ải ác mộng này mà anh em viễn chinh thành công nó phải được cho mình 5 mảnh hồn đỏ hàng ngày chứ. Những cái bên trên chỉ cho mình 3 mảnh. Riêng cái ác mộng là cho mình 5 mảnh. Cực kỳ nhiều hồn. Mà hên và đây em cực kỳ nhiều hồn. Còn ác này chẳng mấy chốc mà lên 6 ức chiến lực thôi. 6 ức 7, 8 ức 9 ức 10 ức. Wow, lúc đấy có khi kéo được cả cây 4 sao. Kéo được kỳ 4 sao bên đoàn lên server nữa. Bây giờ chỉ cần bảo binh đoàn lên server là con ác này mình nghĩ chắc cũng phải tầm 7 ước hơn. Cứ từ từ mà lên thôi.
Thế vậy thôi các bạn, có lẽ clip của mình cũng xin lại ở đây thôi nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Bye bye, những cái clip mà mình nghĩ chắc cũng sắp sửa ép được con Vegito này lên 3 sao đỏ rồi. Hiện nay nó đã 2 ức rồi đấy, nên 3 sao đỏ là sắp tầm 2 ức 3. 2 ức 3. 2 ức 3, 2 ức mấy. Đúng con này cũng đang thiếu vàng này. Thiếu vàng ép này là 220. Cứ từ từ bình tĩnh là lên. Anh em thấy hay cho mình xin like đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Bye bye.